Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Kính thưa quý vị, ở tiết mục lần này là cái tiết mục mà Harry nghĩ là rất nhiều người muốn biết đến. Và hôm nay thật sự mà nói nha, làm ra chủ đề này là vì em. Ủa sao? Ủa là sao? Sao là vì em ta? Tại vì anh nhìn thân thể của Tiên đi. Như cô Tiên gầy gầy, ở đó cũng gầy 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 mình gầy hết. Sương mai. Mục đích của chị á là kiểu như là chị muốn học về chế độ ăn uống giảm cân. Lời đầu tiên cảm ơn Harry đã nói hộ tiếng lòng của anh. Dạ. Đó là câu chuyện cũng là của anh luôn. Ủa? Ơi, anh phải nhung nhau. Sao em thấy anh Nam chú chị Harry nhìn vẫn mình hạt sương mai mà. Anh á thì được cái là mình hạt nhưng mà chắc là sương voi. Ủa? Anh ơi, anh có biết không? Hồi xưa đó em có nghe từ chồng em nói là trời ơi em, trời em như con voi. Trời ơi em bị sốc luôn á, em bị sốc. Nói là nghệ sĩ gì mà trời em như con voi. Em phải giảm cân thôi. Và lúc đó chị mới có cũng cỡ 57kg chứ. Cũng nặng ha. Cho nên lúc đó chị phải giảm cân khốc liệt luôn ấy. Anh thì anh cảm thấy rằng là cái cơ thể á, nếu như mà một cuộc sống bình thường, mình sống với cuộc sống bình thường mà mình không phải nói chuyện với máy quay, mình không phải lên hình, thì miễn sao mình khỏe là được. Dạ. Nhưng mà với những cái người mà như mình mà mình bắt buộc mình phải đi làm việc với máy quay, máy chụp hình, thì cái công việc mà mình giữ cái cân nặng nhất định để cho mình có thể vừa phải ở trên cái ống kính rất là cần thiết. Khoan, cái này em phải nói thật sự là nếu mà gọi là dáng của em mà nó đẹp nhất là lúc em đi thi thôi. Là thời điểm đó là em theo một cái chế độ nghiêm ngặt thật sự và em đi tập 2 lần trong một ngày luôn á. Còn bây giờ thì em dáng em nó không con, ý là chỉ nhìn nó ốm thôi chứ nó không có cần đẹp như hồi xưa đâu. Bụng vẫn có, bụng dưới vẫn có mỡ. Hiện tại em đang gọi là ăn uống thoải mái là như vậy. Tại vì em đi làm một tần suất làm việc nó hơi nhiều. Mặt em mà ốm quá thì nó lại bị xấu. Em thích nó tròn tròn một chút xíu, lên hình nó đẹp đẹp. Nó đẹp. Cái câu chuyện này nó giống như là nó câu chuyện giống như là cổ tích hay ở đâu đó mà nó không có sự thật hư cấu. Anh đang lắng nghe để anh cố gắng học hỏi. Em cũng vậy đó. Em cũng đang trong cái tâm thế là em rất là muốn cố gắng để học hỏi. Nhưng mà mình trong đầu mình nó đặt ra nhiều câu hỏi quá. Cơ bản là cái chế độ ăn bình thường nó ăn không nhiều, em ăn không có nhiều như người ta. Ví dụ em ăn như thế nào? Bình thường, nếu mà bình thường nha. Thì nếu mà em đi làm thì một buổi sáng em chỉ ăn một cái bánh mì que thôi. Làm cái đó là buổi sáng? Dạ. Rồi trưa tối thì em ăn cơm đồ ăn như bình thường mọi người, em chỉ ăn nửa chén cơm hay là... Nửa chén cơm? Đồ ăn thì sao? Em ăn nhiều đồ ăn hơn, em không có ăn cơm nhiều. Đồ ăn chắc em thích ăn đồ ăn nhiều hơn. Rau không? À không biết ăn rau. Em ơi, người ta đó, những người xung quanh con gái khác á, người ta hỏi em xong em trả lời vậy thì người ta có tán vô mặt em không vậy? Trời thiệt. Em ơi, vậy là em là kiểu như là bẩm sinh à? À không nha, em đã từng có một cái giai đoạn em rất mập. 58kg. Rồi, giờ mới có câu chuyện nghe nè. Rồi, từ sau đó rồi như thế nào? Em có một giai đoạn em rất là mập, là 58kg okay. Thôi. Xong rồi em phải thử rất là nhiều những cái phương pháp giảm cân. Và nó tập trung nhiều vô cái chế độ ăn nhiều hơn. Em đã từng thử qua keto, em đã từng thử qua nhịn ăn 16-8. Em đã từng thử qua low carb và từng thử qua cái chế độ ăn gì của IU hay sao á. Một ngày ăn mấy quả táo với lại mấy quả trứng gà. Một ngày em ăn chẳng hạn như là 3 quả táo hay là 6-7 quả trứng gà. Quả trứng gà non nhỏ xíu vậy đó nha. Xong em choáng váng đầu óc. Không làm được gì hết, kiểu như đứng lên ngồi xuống cũng không được luôn. Thế là em phải từ bỏ hết cái đó và em bắt đầu vô việc tập luyện. Thì cái tập luyện nó không có nhanh. Cái tập luyện nó không có nhanh. Nên là tầm tới 1-2 tháng sau bắt đầu em giảm ốm luôn, tới giờ không thấy mập nữa. Hay quá ha. Anh thì cứ mỗi một lần anh là rất là mê đồ ăn. Mà anh ăn nhiều lắm. Anh ăn một lúc là 2 tô phở thêm thịt bò. Wow. Nhiều quá. Không, chưa hết, em còn thêm quẩy nữa. Anh mà đi ăn, ví dụ như anh đi ăn miến gà đi. Dạ. Thì nó sẽ là một tô miến có gà rồi. Và thêm nhiều khi là ăn ít thì một góc 1/4 con gà chặt thêm. Dạ. Anh đi ăn bún riêu thì là 3 tô. Trời. Nói thiệt đó. Anh nói thiệt luôn hả? Anh ăn nhiều lắm. Nhưng mà nhìn anh, ôi, nhìn anh không nghĩ là anh ăn nhiều vậy luôn á. Xong anh cũng ở trong một cái tình trạng như Thủy Tiên. Là anh cũng giảm cân mà nó lên nó không có xuống. Cái đến lúc anh bực bội quá, anh bảo mập thì mập luôn đi. Xong cái tự nhiên nó xuống. Rồi nó xuống, mà nó xuống cái rẹt luôn. Cái khúc đó anh nhớ là anh đi quay cái chương trình đó là anh còn xuống còn có 64kg.
nhìn cũng được lắm. Cái xương nó nằm vào da, da nó nằm trên xương mà đẹp lắm. Chứ bây giờ mỗi thứ nằm nơi rồi. Thế xong rồi sau đó là tự nhiên cái anh mới ngồi, anh nghĩ anh bảo ủa sao vậy ta, sao cái tự nhiên cái mình lên mình xuống thất thường mà giờ làm sao ta. Xong đúng cuối cùng là sao, là trong cái khoảng thời gian á mà mình đi làm này nè là anh không có ăn. Cái thói quen của anh là anh không có ăn. Thế cho nên là vô tình làm sao anh lại đi rơi trúng cái khúc mà khoảng độ 16-18 thì khúc đó nó không lên nữa. Sau đó là anh sẽ tính cái trò mà calo vào và calo ra theo từng cái ngày mà mình làm việc, mình sẽ tùy mình làm. Đây là cái câu chuyện của riêng Trung chứ nó không phải là cái mà Trung khuyên mọi người nên làm như Trung, bởi vì với cái cơ thể của Trung như vậy nó rất phù hợp. Cũng đừng có là thấy Harry ăn nhiều ăn ngon như vậy mà ăn để đòi được giống Harry. Không có, cơ thể của bạn nhiều khi nó là cơ thể của Thủy Tiên. Dạ. Nó lại ăn từng ít một nó sẽ phù hợp hơn. Dạ. Hay là giống như cơ thể trâu bò như anh chỉ được ăn một bữa thôi. Vâng. Nhưng mà nó sẽ chỉ hợp cho anh thôi, cho nên là với ăn kiêng để giữ dáng á, hoặc là ăn kiêng để khỏe thì phải làm rõ ràng ra nha. Dạ. Ăn kiêng để khỏe thì nên eat clean. Những cái thứ nạp vào người, dạ, mình phải rõ rồi. Nguồn gốc sạch sẽ rồi protein sao. Còn nếu như mà ăn để giữ dáng thì nhớ có một điều kiện duy nhất thôi, lượng vào ít hơn lượng ra. Đúng rồi. Nó sẽ giảm cân. Và đừng có nằm mơ, không có cái gì mà tự nhiên cái nằm đây xong ăn thật nhiều và nó giảm cân. Cho nên là phải tập. Dạ. Mà là em thì bình thường là em nghe lời chê của một người nào đó thì tự nhiên có động lực ấy. Tự nhiên có động lực là chắc mình phải làm cho bằng được. Có một người rất là chê là trên mình giống như con boy này nọ đó. Nhưng mà anh có biết không, bình thường những người nói câu đó măng nghiệp lắm. Đúng. Em hiểu ý chưa? Cái này là truyền qua truyền hình, truyền đến một số người đây. Anh hiểu ý em. Anh hiểu mà. Đấy, cái người mà nói câu đó thì bây giờ mập lên hơn 10kg. Đấy. Nhiệt tới nhiệt thôi. Còn em thì lại, xong em thì được giảm xuống. Nói chung là em thấy á, nó đều có cộng trừ hết. Nói chung là cái cách phương pháp giảm cân thì mỗi người nó có một cái cách riêng. Nó không có phải là kiểu như phải làm vậy mới là đúng. Nhưng mà đa số chung á thì mình giảm có một cách khỏe, dạ. Giống như tập thể dục, dạ, cái đó rồi. Là phải có, dạ, thì rồi. Kiểu gì cũng sẽ giữ được một cách rất là cái cơ của mình nó hoàn toàn an toàn và nó có cái cảm giác là mình giảm cân mà nó không có bị ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Dạ. Và bây giờ thì Harry cũng muốn hỏi một số các cô gái ở đây. Chắc cho anh hỏi bạn Hồng có cái nơ này nè. Dạ, em chào anh Nam Chung, chị Harry và chị Tiên ạ. Thì bình thường em là người cơ thể dễ bị hấp thụ á, ăn nhiều là dễ hấp thụ mập rất là nhiều. Thì bình thường em ăn ít tinh bột lại. Là em ăn thường em ăn nửa chén cơm thôi. Như vậy là cuối cùng thì là cái chế độ ăn mà em cảm thấy là nó phù hợp nhất với em để em có thể giữ được cái cơ thể của em như hiện nay, như ngày hôm nay nó rất là xinh đẹp. Em phải sử dụng phương pháp như thế nào? Hồi lúc đó thì em cũng suy nghĩ là sẽ uống thuốc giảm cân nhưng mà em thấy cũng không có hiệu quả. Thì sau đó thì em cứ thích ăn thì ăn thôi, nhưng mà điều chỉnh lại liều lượng vừa đủ chứ không có ăn quá chớn quá nhiều thôi ạ. Là cũng ở cái tình huống giống như là lượng vào và lượng ra của calo đúng không? Thế ở đây có cô gái nào mà giảm cân bằng cái cách đi tập gym hoặc là tập thể thao, hoạt động thể thao thật là nhiều, thật là năng động không? Mời em nè. Em chào anh Nam Trung, chào chị Harry và chào chị Thùy Tiên ạ. Em tên là Vi. Em thì kiểu em làm chủ được cân nặng của em, kiểu em thích mập là mập mà em thích ốm là ốm. Anh thích điều này nè. Khi mà em thấy bạn nào mẩm mỉm dễ thương, em thích như vậy. Là hôm sau về tầm 2-3 ngày em ăn đầy đủ 3 bữa. Em xong em ăn kèm vài bữa khuya nữa là em mập được như vậy. Xong hôm sau em thấy em mập, em lên hình không đẹp, sao em lại muốn ốm lại. Thì em chỉ cần nhịn như anh. Dạ, là một ngày em ăn một bữa thôi là 2 ngày em xuống luôn. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23 tuổi thì cái phương pháp đó có thể. Đến 30 đi rồi là hết chơi rồi. Nhưng mà khi mà em làm như vậy thì em cảm thấy cái sức khỏe trong người em rồi các thứ nó có vấn đề gì hay là nó sao, có làm sao không? Dạ không mà em cũng khỏe như trâu vậy. Tại vì 23 tuổi anh. Thì đúng là như vậy. Không, với lại em nghĩ là bạn làm trong một khoảng thời gian ngắn á, ý là trong một khoảng thời gian ngắn bạn về lại thì nó sẽ khác. Với còn với những bạn thì nếu như là các bạn có một cái thói quen ăn uống, cái việc mà thay đổi thói quen đó là một cái điều khó khăn hơn nữa. Anh á thì thật sự á, sau khi anh quyết định là anh sẽ ăn là một ngày một bữa với cả cái số lượng calo như vậy, anh có phải kiểm tra bác sĩ đó
Bởi vì có nhiều khi cái chế độ ăn của mình á, nó để lại cái hại mà mình không có biết. Kim thưa cái gì? Nói chung là cái phương pháp giảm cân thì thật sự quá là nhiều. Nhưng mà như anh Trung nói, phương pháp an toàn nhất đó là cái nạp năng lượng á, nó phải ít hơn là mình tiêu năng lượng. Là nó không thể nào mà mập lên nổi. Với là cộng thêm một phương pháp là như tiên, là mình phải tập thể dục. Tập thể dục để không có hại sức khỏe. Và chúng ta phải có cơ. Có cơ thì mình mới có cái cơ nó sẽ đốt cái calo đó mọi người. Thì bản thân Harry tới bây giờ nha, vẫn đi tập thể dục. Qua bên Việt Nam thì tập thể dục tại Việt Nam. Qua bên Hàn Quốc, Harry vẫn đăng ký tập thể dục bên đó luôn. Tuy là mình đi qua đi lại rất là nhiều, nhưng mà mỗi lần giờ nào mà rảnh mình vẫn tập thể dục. Tại vì Harry, thật ra thì Harry muốn giảm cân hơn á, cũng giảm cân không nổi. Tại vì mình biết là mình là một người quá mê ăn rồi. Thì Harry nghĩ là thôi mình chỉ cần giữ cỡ này là được. Nhưng mà mình muốn làm sao cho nó có cái sức khỏe thì mình tập thể dục kèm theo vậy thôi. Và Harry cũng những quý vị khán giả đang xem chương trình được giảm cân thành công giống như tất cả mọi người ở đây. Và có những người nào mà muốn cập nhật thêm thông tin hoặc là những cái tip nào mà mình chưa biết á, thì có thể là tại ứng dụng Trend Tips thì mình có thể biết được nhiều thông tin. Đây sẽ là nơi mà chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm về làm đẹp, cũng giống như là review về những cái sản phẩm làm đẹp. Và chúng nghĩ rằng cái thông tin này sẽ rất là hữu ích cho những bạn quan tâm đến cái cách làm sao cho cuộc sống của mình ngày một đẹp hơn, đến trang điểm, đến làm đẹp và tất cả những vấn đề về thời trang xung quanh. Và mọi người ơi, hãy cùng nhau tải app Trend Tips để có thể cùng nhau chia sẻ những cái bí quyết về làm đẹp, biết thêm nhiều những cái kiến thức thật là hay ho, đặc biệt là còn tham gia được nhiều những cái mini game vô cùng thú vị nữa. Và 100 khách hàng đầu tiên mà tải app xong, chơi những mini game xong thì có thể nhận được những món quà vô cùng hấp dẫn nữa nha. Và bây giờ thì mình phải chuẩn bị gặp gỡ với Thu Thảo. Trước khi gặp gỡ với Thu Thảo thì nghỉ giây lâu trong giây lát nha. Đón xem những chương trình giải trí đặc sắc trên kênh YouTube Madison Media Group. Tiết chưa đi chờ chi vào lúc 21:20 thứ tư, giai điệu thanh xuân vào lúc 21:20 thứ năm, ảo thuật sắc đẹp vào lúc 19:30 chủ nhật.